Vâng vâng ạ. Thế để chúng cháu sắp xếp rồi gặp chú trực tiếp ạ. Cháu chào chú ạ. Em cảm ơn hai chị em nhé. Có gì thì hai chị em quay lại ủng hộ ạ. Này, mày làm gì? Tao đang nghĩ. Nghĩ gì? Chú Khánh Việt Kiều vừa gọi điện cho tao. Chú bảo nào? Chú muốn đặt mình làm xà phòng. Thì là vẫn cái đơn 500 bánh mà chị Ánh bảo đấy gì? Ừ. Thế thì có cái gì mà nghĩ? Chú muốn làm việc trực tiếp với mình, không thông qua chị Ánh nữa. Ủa, chú bảo thế á? Ừ. Thế mới khó nghĩ chứ. Chị ạ. À? Ôi dồi ôi, hôm nay chị lu bu quá nên là chưa qua cửa hàng để báo tin vui cho em được. Dạ vâng, em cũng gọi cho chị mãi mà không thấy chị nghe máy. Thế là đóng cửa hàng xong cái em phi qua đây luôn. Em có chuyện muốn hỏi chị ạ. Chị cũng đang định báo em. Cái đơn hàng 500 bánh xà phòng ấy, khách muốn kiểm tra điều kiện sản xuất để tính hợp tác lâu dài. Ôi dồi ôi, mấy hôm nay chị bận tiếp khách suốt đấy chứ. Việc đấy thì em biết ạ. Bởi vì chú Khánh ấy lại là bạn thân của chú Lợi. Mà chú Lợi là bố thằng Thắng đấy ạ. Ô, trùng hợp thế à? Vâng. Chị còn đang định mời chú ấy ăn cơm để giới thiệu bọn em ấy. Chị ơi, nhưng mà có cái chuyện này em đang thấy khó xử quá chị ạ. Gớm, chị em mình thì có gì mà khó xử? Dạ, chú Khánh ấy, chú lại liên hệ và muốn hợp tác trực tiếp với bọn em mà không thông qua chị ạ. Thế á? Vâng. Thế thì chị đoán là chú ấy muốn làm giá thấp hơn với bọn em đấy. Tại vì chị đang báo đơn 500 bánh là 50.000 một bánh, tương đương với giá bán lẻ ngoài cửa hàng. Bọn em nhận 25.000, còn cái phần chênh lệch ấy là chị tính sẽ giúp bọn em phát triển cơ sở vật chất để mình có đón đơn hàng lớn hơn chứ. Dù sao thì chị cũng đã hứa với chú Lợi và chú Lộc là sẽ hỗ trợ bọn em mà. Thế là em hiểu rồi ạ. Hóa ra là chị nghĩ cho bọn em. Thế không lẽ cậu nghĩ là chị định ăn chặn mấy đồng bạc lẻ đấy à? À không không chị ơi, làm sao em dám nghĩ như thế ạ? Mà cậu có nghĩ thế thật thì chị cũng chả thanh minh đâu. Chị là người làm ăn buôn bán, mua rẻ bán đắt thì chị mới có lãi chứ. Bao nhiêu loại chi phí, nào là đi lại, nào là tiếp khách, ai trả công chị đâu. Dạ vâng vâng, cái đấy em hiểu mà chị, em có dám nghĩ gì đâu ạ. May mà cậu đến đây nói chuyện với chị đấy, chứ không cứ để bụng rồi nghĩ xấu cho chị là chị buồn lắm ấy nhá. Ôi không chị ơi, bọn em hiểu mà. Chị giúp đỡ bọn em nhiều như thế, bọn em còn chưa biết cảm ơn như thế nào. Làm sao bọn em dám nghĩ khác được hả chị? Thôi thì chú Khánh đã có lời, bọn em cứ gặp trực tiếp đi. Dạ. Nhưng mà chị dặn này, nhớ đừng để bị ép giá đấy. Dạ vâng vâng, em nhớ rồi ạ. Em cảm ơn chị ạ. Ừ. Thôi, chị nghỉ ngơi, em xin phép em về ạ. Ừ, em về nhá. Dạ vâng ạ, em chị ạ. Ừ. Các em làm việc trực tiếp với chú Khánh rồi thì cứ đưa cho chú đọc, đừng làm mất lòng chú. Chị tin tưởng là ba đứa đã làm rất tốt. Bây giờ chỉ cần chờ chú Khánh nhận xét về bản báo cáo này, xong rồi chị góp ý thêm cho. Vâng ạ. À này, dạo này em có gặp chú Lộc không? Chị gọi điện không thấy chú nghe, mà qua nhà cũng không gặp. Chú đi họp ở trên tỉnh chị ạ. Hôm nay mới về nhưng mà vẫn phải họp tiếp. Sắp đại hội rồi nên khó gặp chú ấy lắm ạ. Thế em có nghe chú nhắc gì về cái ký ốt bên đoàn thanh niên không? Không chị ạ. Chú ấy chỉ bảo em với cả Tiến trình bày kế hoạch kinh doanh
nghiên cứu, phát triển sản phẩm, tìm kiếm khách hàng ạ. Chú Lộc hay là chú Khánh định đầu tư cho bọn em làm xà phòng à? Không chị ạ. Chú Lộc bảo bọn em nộp cái kế hoạch kinh doanh để xin địa phương hỗ trợ nguồn lực. Mà khéo còn được cấp cả đất để trồng dược liệu ấy. Làm tốt có khi còn được giao ký ốt đoàn thanh niên đấy ạ. Thế à? Thế thì tài liệu này để chị xem cho. Mà chị bảo, từ bây giờ chú Lộc yêu cầu các em làm gì ấy, thì cứ nói với chị. Có gì chị góp ý cho nhá. Ôi giời, được thế thì còn gì bằng ạ. Ừ, thế nhá. Dạ. Lúc nãy chị bảo là không phải đọc ấy. Mày, ngốc thế. Càng nhiều người đọc thì góp ý càng tốt còn sao nữa. Em thích mùi này nhất. À thế à? Đây, anh cảm ơn nhá. Vâng. Ai, trông cửa hàng nhá. Tranh thủ đang vắng, tao sang mấy khu bên khảo sát. Ờ. Chào cậu Tiến. Chị ạ. Ừ. À chị ơi, chị ngồi em nhờ chị tí ạ. Sao đấy? Đây, bọn em có 3 cái lọ tinh dầu này. Em nhờ chị ngửi thử hộ em xem chị thích cái mùi nào nhất. Ừ. Các em làm cái này lúc nào đấy? Dạ, buổi tối ạ. Cứ bán hàng về là bọn em lại đóng đồ ở nhà thằng Hưng đấy. Nhà nó thì làm tinh dầu từ ngày xưa rồi. Còn thằng Thắng thì cứ lọ mọ chai lọ pha trộn như thế này là từ hồi cấp 3 cơ. Ừ, nghe nói là cậu Thắng học hóa sinh. Chắc là chế tạo những cái này phải có công thức chuẩn chứ nhở? Dạ vâng, phải có công thức chứ chị. Chứ mình mà cứ pha trộn ngẫu hứng thì lúc được lúc không thì phải chết. Bán thế nào được thì. Bọn em pha trộn cái này là theo mùi hương và công dụng. Trước mắt thì bọn em vẫn tập trung vào cái mùi chủ đạo là mùi tía tô. Bên cạnh đấy thì bọn em vẫn pha trộn thêm tinh dầu của một số loại cây khác để cho nó đa dạng và thu hút khách hàng. Thế cho nên là hôm nay em mới mời mọi người ngửi thử để khảo sát xem mọi người thích cái mùi nào nhất thì bọn em sẽ tập trung vào cái mùi đấy ạ. Chị thấy ưng nhất cái mùi số 2 này này. À thế ạ. Dạ vâng, em cảm ơn. Chị bảo này. Dạ. Các bước tiến hành làm 500 bánh xà phòng cho chú Khánh ấy, có vấn đề gì cứ trực tiếp hỏi chị. Chị ở ngoài sáng suốt hơn, có lỗi lầm gì chị bảo cho mà sửa. Dạ. Chị thấy mọi người kỳ vọng vào ba em lắm đấy. Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ. Ừ, làm tiếp đi nhá. Em chị ạ. Ừ. Chị đến sớm đấy chị. Chị phải đến sớm để chụp ảnh mẫu gửi cho khách ra ngoài. À, chị có cần phụ gì không để em giúp cho? Không cần, quần. Chị tự làm được. Mà sao chị thấy mấy đứa đủng đỉnh thế? Tưởng hẹn với chú Khánh rồi thì phải bắt tay vào làm việc luôn chứ. Căn bản là bọn em vẫn đang phải đợi thu hoạch đủ dược liệu thì mới làm được chị ạ. Ừ. Cái cây thảo dược này nó có thời vụ của nó đấy. Chứ mình mà cứ thu hoạch sớm ấy là không đạt được về chất và lượng tinh dầu chuẩn để mà làm xà phòng đâu. Xem ra làm xà phòng cũng kỳ công phết nhỉ. Vâng, nghe thì có vẻ dễ nhưng mà đúng là bắt tay vào làm thấy nó phức tạp lắm. Bọn em cũng phải hỏng bao nhiêu trận rồi thì mới được như ngày hôm nay đấy. Nói chung là kinh nghiệm đau thương á, rút ra dài cả mét rồi. Nhưng mà ngoài việc đảm bảo chất lượng sản phẩm thì mình cũng phải có kế hoạch sản xuất để trả hàng đúng hẹn. Chứ làm với mấy đối tác nước ngoài như chú Khánh mà chậm nhá, là người ta tìm mối khác ngay. Dạ vâng vâng, em hiểu mà. Alo. Chiều chú Khánh qua á? Ôi nhưng mà tầm đấy tao sợ đông khách là tao chưa về được đâu. Rồi rồi, để xem đã. Chiều em mà bận thì cứ về sớm đi, chị trông hàng cho. À, thôi chị ạ, không sao đâu. Chú Khánh chú muốn qua xem cái chỗ làm xà phòng của bọn em. Nhưng mà có thằng Thắng thằng Hưng ở nhà rồi. Em không về chắc cũng chả sao đâu. Việc là việc chung của ba đứa. Em mà không đến thì ai biết đấy là đâu. Vâng, thế em cảm ơn chị ạ. Ừ. Tiến ơi, mùi thuốc diệt cỏ. Mày lên cái luống trên xem thế nào. Ủa, chết rồi. Ôi,
Hưng ơi, có bọn nào chơi anh em mình rồi? Chó chết thế nhỉ? Sao nó chơi đúng vườn mình à? Bây giờ phải như thế nào? Thế chả nhẽ công sức của anh em mình đi tong à? Cứ bình tĩnh đã. Bình tĩnh thế chó đâu được. Mày có biết là tao kỳ vọng vào cái hợp đồng này như thế nào không? Bây giờ việc đã thế này rồi, anh em mình có đứng đây chửi bới cũng không giải quyết vấn đề gì. Phải tìm cách, không thể để làm mất cái hợp đồng này được.